mọi người ơi, hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu thì mình đến chùa Tam Bảo để quay cho mọi người xem nhá. Thì đây là cái cảnh bước vào chùa đây ạ. Chùa quá đẹp luôn. Hoa, cây cối. Đây là chùa Tam Bảo của tiểu bang Du Thà nhá. Ở trong kia thì là có bán hàng. Đây này, việc này là việc nhỏ, việc này là việc nhỏ của mấy em và cuối cùng mấy anh đang rửa bát. Đây này, đàn ông rửa bát tại Mỹ đây mọi người này. Nhà giàu có khác. Nhà giàu gì, giàu cái gì? Đấy, đồ đó mà chùa mà là đồ đó thì đang cưới là anh đàn ông đang làm đấy. Đấy. Đây này các cái đây, anh xả vào đây cho em. Để em đổ nó ra cái đào này đẹp. Phải sơn cho mấy cái việc này để chùa cô làm. Trồng nó có cái rau đẹp không? Anh nhào vô làm hết cái cô đó làm. Cái cây dưa gì đấy không biết. Một cái mướp vậy, à cái em... Cái mướp đó mẹ. Chùa mấy cô trồng rau quá đẹp luôn mẹ. Rau dền. Hoa. Thì mình đến chùa mà mình quay ở cái vườn trước tại chợ đằng trước nó có nhiều nhà các mọi người. Những cái quay cảnh đằng trước. Con cảnh chùa. Đây là cảnh chùa. Chỗ thắp hương. Quan Âm Bồ Tát. Đây là đang chuẩn bị cho buổi lễ Vu Lan nhé mọi người nhá. Đây các Phật tử. Đây là các bà thờ Phật. Chuẩn bị vào buổi lễ cho mọi người. Ban chư cụ cử chư trong Bát Nhã để cung nghinh chư tôn Đức Quang Lâm và mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm để cung nghinh chư tôn Đức Ni Quang Lâm A Di Đà Phật. Ban chư cụ cử chư trong Bát Nhã mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay niệm danh hiệu. Oh,
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duy Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thun sen lá rụng sân chùa như là báo hiệu đến mùa Vu Lan. Ơn cha nghĩa mẹ hoài mong, chạnh lòng cảm niệm đôi hàng lệ rơi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, hàng năm cứ mỗi độ tiết trời sắp chuyển sang thu, khi những chiếc lá vàng lác đác rụng rơi về cội, cũng là lúc báo hiệu mùa Vu Lan, mùa tri ân và báo ân lại về trên khắp năm châu. Trong lòng mỗi người con Phật một nỗi niềm đau đớn tất dạ và sao động tâm hồn, như nhớ nhung về một miền viễn tưởng xa xôi nào đó, mà viễn tưởng ấy dần dần hiện rõ trong tâm trí, để rồi đánh dấu bằng một đại lễ với trọn tình thiêng liêng nhất, cao cả nhất của người con mang nặng nghĩa ơn đối với hai đấng sanh thành, đó là đại lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan báo hiếu như nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ về nguồn cội, nơi đó có ơn cha nghĩa mẹ, công thầy thật cao vời. Bởi người con hiếu hạnh nào mà không khỏi bùi ngùi xúc động khi nghĩ về hai đấng sanh thành, người đã sẵn sàng san sẻ sức chia một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta. Suốt cả đời một lặng thầm chịu nhiều gian khổ, đôi lưng phải hoàn công để cho chúng ta đứng thẳng với người, 9 tháng cư mang, bao năm nuôi con khôn lớn nên người, thật thiêng liêng cao quý, không bút mực nào diễn tả hết được. Phận làm con biết lấy chi đền đáp cho vừa, rằm tháng bảy con đau lòng quặn nhớ, mắt mẹ hiền mòn mỏi cuối trời xa, tiếc Vu Lan nghe tất dạ ruột rà, thương cha đã một đời quên khó nhọc, âm thầm nhọc người suốt đời bao bọc, nghĩa con đây xin vẹn chữ đáp đền. Biết làm sao bày tỏ hết tấm lòng của mình, giờ đây chúng con chỉ biết noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên thuở xưa. Vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, mùa Vu Lan năm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Dần, hàng hội tụ về đây dưới mái chùa thân thương, xin chân thành chân trọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền, cũng như dân mẹ tâm hương lên những bậc cha mẹ đã không còn tại thế, nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả đều được hưởng phúc lành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và tất cả chúng ta một lần nữa cùng tìm nhau về sự bình an thanh thản trong tâm hồn, thông qua lòng biết ơn và đền ơn đầy sâu sắc. Và đó cũng là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để mở đầu cái chương trình đại lễ hôm nay vào giờ này, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ni trưởng viện chủ chùa Tam Bảo có đôi lời sắp tấn cho hàng Phật tử chúng con được chọn niềm hiếu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh ni trưởng. Kính thưa ni sư trụ trì,
quý ni sư và quý sư cô. Thưa quý đồng hương cùng toàn thể quý Phật tử, kính thưa quý vị, hôm nay tất cả chúng ta cùng con hội về chùa để cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022. Qua 3 năm cả thế giới nói chung và từng quốc gia nói riêng phải gánh chịu một căn dịch bệnh hiểm nguy hiểm hoành hành, cả mấy triệu người phải bỏ mạng qua khủng. Hôm nay chúng ta được gặp nhau trong đạo tràng chùa Tam Bảo để dự lễ Vu Lan là một điều quá hạnh phúc. Thưa quý vị, hàng năm mẫu độ thu về ai cũng nghĩ đến mùa báo hiếu, báo ân ông bà cha mẹ. Rằm tháng 7 âm lịch cũng gọi là ngày lễ Vu Lan, ngày xá tội công nhân, ngày chư tăng ni trong mười phương tự tứ. Dịp này Phật tử con hội về chùa để cùng chư tăng ni tụng kinh cầu siêu cho cửu quyền thập tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, được nương nhờ phước báo này mà sanh về thế giới an vui. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc sinh tiền được bình yên khỏe mạnh. Từ ngày xưa có bao nhiêu kinh điển nhắc nhở đến hiếu đạo và bao nhiêu nhân dân thi sĩ ca tụng về đạo hiếu. Đức Phật dạy tri ân và báo ân là điều không thể thiếu của một con người, nhất là đệ tử của Ngài. Mỗi người sinh ra trên quãng đời đã mang trên người có bốn trọng ân, cho nên thường gọi là tứ trọng ân. Một là ân cha mẹ, hai là ân tam bảo thầy tổ, ba là ân quốc gia, bốn là ân đồng bào chung sống. Một là ân cha mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ thì 10 tháng mang thai, 3 năm uống mớm. Cha thì vất vả tạo tần hôm sớm, đi làm để có tiền để nuôi nấng con. Trong kinh báo hiếu phụ mẫu ân, Đức Phật tỉ mỉ chỉ dạy rõ về công ơn cha mẹ, nhất là ân của mẹ. Ân thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường, chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thăm ân nuôi dưỡng cực đánh đau bệnh dưỡng chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùn ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm miệng con nó ấm chẳng nhờn chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nợ chia riêng nếu con đi vắng cha phiền. Điều thứ chín, miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cũng cao. Tính sao có lợi thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt dành cho con các cuộc thành nhà. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Thứ hai là ân tam bảo và sư trưởng. Phật pháp tăng là ba ngôi báo, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là thanh tịnh. Trong con người chúng ta giác chánh tịnh có đủ chút. Đức Thổ Trúc Lâm Việt Nam có câu gia trung hữu báo thôi tầm mình, nghĩa là trong mỗi con người chúng ta có cái tự tánh thanh tịnh, cần phải tìm kiếm
Tổ Lâm Tế nói quý vị có đủ tất cả, chỉ cần quay về tự tánh, đừng tìm cầu bên ngoài. Cho nên Tam Bảo có khả năng đưa chúng ta từ bờ đến bờ giải thoát giác ngộ sanh tử luân hồi. Thứ ba là ông quốc gia. Quốc gia là nhà nước, người đứng đầu một nước gọi là tổng thống, chủ tịch nước hay là quốc trưởng. Chúng ta sống trong một quốc gia tốt thì cuộc sống được no cơm ấm áo, ngược lại thì khổ đau. Thứ tư là ân chúng sanh đồng loại. Chúng ta sống trên cõi đời này, những người sống chung quanh ta dù tốt dù xấu đều là thầy ta cả. Ta học cái tốt, ta trừ bỏ cái ác, cái xấu. Đức Phật dạy ăn bát cơm nhớ người tài cấy, uống nước bát nước nhớ người đào giếng, mặc áo quần nhớ người dệt vải. Thậm chí còn ân trời đất thiên nhiên ban cho ta cuộc sống nhiệm màu. Trời cho ta, mặt trời cho ta ánh sáng, mặt trăng cho ta sự mát mẻ. Kính thưa quý vị, buổi lễ Vu Lan hôm nay chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho chư Phật tử, cho chư Phật từ bi phóng quang tiếp độ tứ sanh lục quá vãng chân linh, đa sanh phụ mẫu lị thế công thân, chư gia tiên tổ và chân linh chiến sĩ trận quân đồng bào tử nạn đều được sanh về thế giới an lành. Nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới thanh bình, tất cả mọi chúng sanh, mọi gia đình được an vui hạnh phúc dưới ánh từ quan của Đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ của Liên Trưởng Viện Chủ toàn thể đạo tràng, chúng con xin thành tâm đê đầu bái tạ tham ân của Liên Trưởng, và chúng con xin y giáo phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo là nhạc tiết mục đơn ca của cháu Thi Đình. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mây trắng bay về, hoàng hôn tiếng lặng bố bề hư không. Con nghe mang mát trong lòng, mẹ ơi thu đớn đôi dòng lệ xa. Mẹ ơi, khi nói về mẹ là nói đến một thứ hạnh phúc quý giá nhất trên thế gian này. Tình thương của mẹ dành cho chúng con thật là bao la, không thể dùng ngôn ngữ bút mực nào diễn tả được. Mẹ 9 tháng cư mang, 3 năm bú mớm, nâng đỡ và dìu dắt chúng con từ lúc chập chững bước đi cho đến lúc chúng con khôn lớn trưởng thành. Mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình, chỉ mong sao cho con được thành người. Lòng mẹ yêu con thật bao la, ngại gì mưa nắng quãng đường xa. Hy sinh tất cả vì con trẻ, tình thương của mẹ thật đậm đà. Và lòng mẹ là một nhạc phẩm đã viết về mẹ kính yêu, với những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, làm rung động và bồi hồi biết bao con tim. Tiếp tục chương trình là nhạc phẩm Lòng Mẹ qua phần trình bày của em Thanh Đình Nguyễn. Xin mời em, xin đạo tràng chúng ta cho một Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong bầu không khí trang nghiêm đạo vị, Chư Tôn Đức Ni
Ni và tất cả quý Phật tử. Đại diện cầu đồng âm nhất tâm cầu nguyện cho Phật sự sớm được kiên thành. Thật không có gì quý báu và xúc động hơn. Chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức, xin đê đầu niệm cầu cảm niệm công đức của chư tôn Đức Ni, nguyện từ lực tam bảo gia hộ cho quý ngài thân tâm thường an lành. Chúng con, chúng tôi xin được tri ân cảm tạ sự có mặt của quý Phật tử gần xa. Kính chúc quý vị tâm Bồ Đề luôn kiên cố, vạn sự kiết. Hôm nay thể theo dòng lệ thuần thức về công cha nghĩa mẹ chư thể báo đền, thiết nghị chỉ có lời Phật dạy và nói theo lời kinh vi diệu mới có thể thay lời muốn nói kính dâng lên hai đấng sắc thành. Buổi lễ tri ân báo ân đến đây đã được viên mãn trong không khí ấm áp nghĩa tình mẹ cha. Chúng con thành tâm cung thỉnh quý chư tôn Đức Ni và kính mời toàn thể đạo tràng đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm hướng về tôn ảnh của Đức Phật, một lòng thành kính niêm hương và tụng kinh Vu Lan. Muối ba năm muối đương còn mặn, gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Công cha nghĩa mẹ cao dày, con ơi nhớ lấy lời này đừng quên. Nam mô Vạn Linh Tôn Giả Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Cùng mười phương
Amen.
Hãy subscribe
Trong tay đời sẽ được.
Chưa
Tam mô tam na nam tam hiệu tam bồ đề hương ni nam
chua của anh cái này có sư cô Thảo nấu à? Sư cô nấu không phải quay nấu à? Không không. Ngon hấp dẫn em này. Quá hấp dẫn luôn. Canh chua để cho các Phật tử ăn ngày lễ Vu Lan đây. Đây là chè đây mọi người. Cái này là đồ ăn để cho các Phật tử ăn nhé. Muốn chọn chồng thì chọn anh Tuấn đấy. Xong nữa rồi. Đây là các Phật tử xong rồi ăn đi lấy đồ ăn ăn đây. Đồ ăn quá ngon luôn.